điều đại kỵ trong lễ cúng ông công ông táo năm 2024 ai cũng cần lưu tâm nếu không muốn bất kính. Làm lễ cúng dưới bếp, cầu xin tài lộc, sung túc là những sai lầm tuyệt đối đừng phạm vào ngày cúng ông công, ông táo. Ngày 23 tháng Chạp là ngày ông táo về trời. Vào ngày này, các gia đình Việt luôn chuẩn bị mâm cỗ, vàng mã để tiễn đưa ông táo về trời. Vì là phong tục rất quan trọng vào những ngày cuối năm nên gia chủ khi cúng đều rất quan tâm đến những vấn đề kiêng kỵ để không mạo phạm đến thần linh. Để nghi lễ cúng tiễn táo quân về chầu trời được diễn ra suôn sẻ và đảm bảo yếu tố linh thiêng, mỗi gia đình cần lưu ý 5 điều kiêng kỵ khi cúng ông công ông táo sau đây. 1. Đồ cúng có nhưng không chu đáo. Việc cúng lễ quý ở thành tâm, đồ cúng lễ 23 tháng Chạp không quá cầu kỳ nhưng cần sự chu đáo, tỉ mỉ để không bỏ sót điều gì. Mâm lễ cúng ông công ông táo có thể là lễ chay, cũng có thể là lễ mặn, tùy theo điều kiện gia đình. Đồ vàng mã cũng vậy, không cần phải quá nhiều, cốt ở đủ đầy. Theo tích xưa, các táo ở đây là 2 táo ông và 1 táo bà, vì thế gia chủ cần chú ý chuẩn bị đủ 3 bộ mũ áo vàng mã cho 3 vị. Đồ vàng mã sẽ được hóa cho các vị thần linh sau khi lễ cúng hoàn thành. Tùy theo từng địa phương mà khi cúng ông công ông táo có nơi dâng ngựa vàng mã, có đầy đủ yên cương. Song ở hầu hết các nơi thì người dân sẽ chuẩn bị 3 con cá chép thật hoặc 3 con cá chép giấy để làm ngựa tiễn táo về trời. Số lượng cá không nên quá ít, 3 con là đủ. Cũng không nên mua quá nhiều cá chép thật, nếu có ý định thả phóng sinh thì nên có kế hoạch từ trước để chọn nơi thả phóng sinh cho phù hợp. Dâng cúng đồ phạm kỵ, tiền âm phủ. Ngoài việc chuẩn bị đồ cúng lễ chưa chu đáo, việc dâng lên đồ phạm kỵ cũng là điều cấm kỵ khi cúng ông công ông táo như các món làm từ vịt, chim, ngỗng, trâu, bê, chó. Ngoài ra, việc cúng tiền âm phủ và đốt vàng mã quá nhiều cũng là một trong những điều kiêng kỵ khi cúng ông công ông táo năm nay. Theo ông Trịnh Sinh, nhà nghiên cứu văn hóa, khi cúng ông công ông táo, gia chủ tuyệt đối không đốt tiền âm phủ. Vì táo quân là thần tiên, không phải là vong hồn người âm. Ngoài ra, trong dịp này, nhiều gia đình cũng sẵn sàng bỏ hàng triệu đồng mua vàng mã về đốt. Họ tin rằng dâng mâm cao cỗ đầy sẽ được táo quân ban nhiều phước lộc, bỏ qua những việc làm xấu trong năm. Tuy nhiên, điều này không chỉ gây tốn kém tiền của, không có lợi ích mà còn ảnh hưởng đến môi trường. 2. Không cúng sau 12 giờ ngày 23. Tiến hành cúng lễ quá muộn hoặc quá sớm. Có một điều cần phải nhớ trong ngày này đó là không cúng sau 12 giờ trưa ngày 23 bởi sau 12 giờ trưa là thời điểm các ông công ông táo đã về trời. Lễ cúng ông táo cần phải được tiến hành trước khi ông táo bay về trời báo cáo Ngọc Hoàng, tức là trước 12 giờ vì vậy tùy theo điều kiện thời gian. Công việc của từng nhà có thể cúng ông táo vào trưa, tối ngày 22 tháng Chạp hoặc sáng ngày 23 tháng Chạp. Thời gian cúng lễ táo quân không quá nghiêm ngặt, có thể làm lễ từ ngày 20 tháng Chạp, nhưng nhất thiết không được làm lễ quá muộn hoặc quá sớm. Từ 23 giờ đêm ngày 23 tháng Chạp trở đi đã được tính sang ngày mới, nếu làm lễ cúng vào thời điểm này thì không đúng với phong tục, là điều kiêng kỵ khi cúng ông công ông táo không được quên. Theo quan niệm dân gian, từ 12 giờ trưa ngày 23 tháng Chạp là thời điểm các táo bay về trời. Tuy nhiên theo thời gian thì quan niệm này cũng dần thay đổi, tùy theo điều kiện gia đình mà làm lễ cúng, vẫn có gia đình làm lễ vào tối ngày 23. Có điều, tốt nhất là gia chủ nên sắp xếp công việc để làm lễ cúng trong khoảng thời gian phù hợp, có thể làm từ ngày 20 tháng Chạp đến trước 12 giờ ngày 23 tháng Chạp. Khi hương cháy được hết 2/3 cây là coi như lễ cúng hoàn thành, gia chủ có thể hóa vàng, thả cá phóng sinh để tiễn táo về trời. 3. Không đặt mâm lễ cúng ở dưới bếp. Đặt mâm lễ sai nơi thờ cúng. Nhiều người thắc mắc nên làm lễ cúng ông công ông táo ở đâu, trên bàn thờ hay ở dưới bếp. Sở dĩ có câu hỏi này là vì theo tích xưa kể lại, ông táo cai quản việc bếp núc trong nhà, người dân theo đó mà luận ra rằng nên thờ cúng ông táo dưới bếp. Tuy vậy, các chuyên gia nghiên cứu tâm linh cho rằng, việc đưa ra ý kiến hướng dẫn cúng ông táo như vậy là không đúng với phong tục cũng như các quy tắc thờ cúng từ nhiều đời nay của dân tộc. Có điều, thờ cúng là việc linh thiêng, không phải bất cứ nơi nào cũng có thể đặt mâm lễ mà cúng bái, điều đó có thể khiến cho thần linh phật ý bởi gia chủ có phần tùy tiện, không đủ thành tâm. Nếu gia chủ có ban thờ táo quân ở dưới bếp thì có thể đặt mâm lễ cúng ở đây, song vẫn cần có một mâm lễ nữa ở ban thờ chính. Bởi theo quan niệm dân gian thì ông công là thần thổ công, cai quản đất đai trong nhà. Cúng ông công ông táo thì phải chú ý điều này. Ngoài ra, xét theo ý nghĩa tâm linh thì việc cúng lễ phải được thực hiện ở nơi sạch sẽ, trang nghiêm nhất trong nhà. Bếp là nơi đun nấu, dù có lau dọn sạch sẽ đến mấy thì cũng vẫn là không gian sinh hoạt chung, không đủ trang nghiêm. Ban thờ chính của gia đình là nơi thờ phụng các vị thần linh, đặt mâm lễ cúng ở đây mới thể hiện lòng thành kính của gia chủ với các vị thần linh. 4. Không cầu xin tài lộc, sung túc.
cầu khấn sai ý nghĩa lễ cúng. Có rất nhiều người theo thói quen thường cầu xin được làm ăn phát đạt, tấn tài tấn lộc. Có thể nhiều người quên mất ý nghĩa thực sự của lễ cúng ông công ông táo là để tiễn các táo lên thiên đình báo cáo tình hình của gia đình trong suốt một năm vừa qua với Ngọc Hoàng. Trong lễ cúng này, gia chủ nếu có cầu khấn gì thì chỉ nên xin các táo thương tình giơ cao đánh khẽ, báo cáo những việc tốt đẹp và xin Ngọc Hoàng phù hộ cho năm mới bình an mà thôi. Làm lễ cúng ông công ông táo mà cầu xin tài lộc, công danh, tình duyên là không phù hợp, không nên phát tâm cầu khấn những điều này. 5. Không thả cá chép từ trên cao xuống. Cá chép là phương tiện để táo quân về trời được xem như là biểu tượng của thần linh, chính vì vậy các gia đình thả cá chép từ trên cao xuống hay bọc cá chép trong bao ni lông rồi thả xuống được xem như là hành động mạo phạm, mất ý nghĩa tâm linh. Cá chép ở đây phần nào cũng mang tính chất tâm linh, chính vì thế khi thả cá phóng sinh càng không được tùy tiện. Khi thả cá, nên chọn nơi nước sạch, là môi trường tốt mà cá có thể tiếp tục sinh tồn. Chớ nên chọn nơi ao tù nước đọng, sông hồ ô nhiễm hay nơi mà nhìn thấy rõ những kẻ xấu bụng đang trực chờ vớt cá. Khi thả cá nên chọn nơi gần mặt nước nhất, nhẹ nhàng thả cá xuống cho cá không bị choáng, ngất. Tuyệt đối không thả cá từ trên cao, ném từ trên cầu, đường xuống nước, cá dễ bị chết, càng không được thả nguyên bao ni lông đựng cá xuống nước gây ô nhiễm môi trường. Hành động không thành tâm, không kính ngưỡng thì khó lòng được thần linh chứng giám. 6. Cúng cá vàng thật hay cá giấy? Tại sao trong lễ cúng ông công ông táo lại chọn cá chép vàng là phương tiện di chuyển? Cá vàng không chỉ biểu tượng cho sự hạnh phúc mà còn là ý niệm cá vượt vũ môn, cá hóa rồng. Điều này thể hiện mong muốn gửi gắm về sự can trường, mạnh mẽ, vượt qua mọi thách thức để chạm vào sự an yên, hạnh phúc. Nếu không có điều kiện mua cá thật thì có thể dùng cá giấy đầu mã, sau khi cúng xong thì hóa cùng tiền vàng. Cuộc sống hiện đại nên sự đa dạng về đầu mã cũng phong phú hơn nhiều. Nhưng điều này không có nghĩa là dùng đầu mã máy bay, tàu hỏa, ô tô để các vị thần đi nhanh hơn. Nghi lễ cúng ông công, ông táo. Sau khi đặt mâm cúng lên, gia chủ thắp hương và tiến hành đọc bài khấn. Đến khi đọc xong bài khấn, cắm hương vào bát hương. Sau khi cúng xong thì lại kính lễ 9 lần. Lễ xong đi lùi 3 bước mới được quay lưng đi. Sau khi hoàn thành nghi thức khấn bái, gia chủ chờ hương cháy 1/3 thì đã có thể tiến hành hóa vàng, thả cá chép và hạ lễ. Khi cúng, gia chủ cần ăn mặc lịch sự, trang phục nam nữ là quần dài, áo đẹp, sáng màu, không hở và thành tâm lễ bái khấn nguyện với ngôn từ chuẩn mực. Trên đây, Phú Quý Tử Vi đã chia sẻ đầy đủ thông tin về những điều kiêng kỵ khi cúng ông công ông táo. Mong rằng thông tin hướng dẫn bạn cách cúng đúng chuẩn để được táo quân độ trì bình an, may mắn. Đừng tiếc like và comment khi xem video.